Các bạn trẻ về đây dự đại hội để suy tư, để cầu nguyện và để đặt ra hai câu hỏi ấy: tôi là ai trong cuộc đời này, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội mênh mông, và mục đích của đời tôi là gì? Tôi xin phép được trả lời thay cho các bạn. Tôi là người Kitô hữu, là người Việt Nam, là người có quê hương, dân tộc, có giáo xứ, có gia đình. Đặt ra câu hỏi tôi là ai cũng giúp cho chúng ta biết sở trường, khả năng, năng khiếu của mình. Và đối với câu hỏi thứ hai, mục đích của đời tôi là gì? Mục đích của đời tôi vươn tới sự trưởng thành toàn diện. Với tư cách là người Kitô hữu, tôi được mời gọi trở nên giống Đức Giêsu, vì Đức Giêsu là idol của tôi.